Chiều ngày 3 tháng 1, tại quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác và các tàu rời quân cảng Cam Ranh mang quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước, cùng hướng về Trường Sa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân và dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Quà Tết năm nay, ngoài lương thực thực phẩm đặc trưng ngày Tết, đoàn công tác còn mang theo nhiều loại cây cảnh, hoa tươi, các vật dụng trang trí, với mong muốn người dân và cán bộ chiến sĩ trên các đảo cùng chung vui với cả nước một cách đầy đủ nhất cả về vật chất lẫn tinh thần. Tham gia đoàn công tác có hơn 90 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí truyền thông trong cả nước và các thành viên đoàn văn công hải quân.